Theo thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt giữ là Lê Đức Dinh, trú xã Lưỡng Dượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng Dinh cho biết, từ năm 2018 tới xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cùng một số người khác hoạt động cho vay lãi 7.000 đồng một triệu ngày. Trong thời gian hoạt động cho vay lãi, Dinh đã phân công địa bàn cho từng nhóm khác nhau rồi trả lương tháng. Ngoài ra, đối tượng Dinh còn thuê kế toán, người nấu cơm và trụ sở làm việc ở địa bàn xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn để hoạt động. Sau một thời gian, từ địa bàn ban đầu, Dinh mở rộng sang các huyện lân cận như Chiêm Hóa cho các đối tượng vay lãi như các đối tượng chơi cờ bạc, cá độ, công nhân, học sinh, sinh viên. Ngày 3 tháng 11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện tại đơn vị đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, do các đối tượng hoạt động trong thời gian dài và số lượng người tham gia vay đông. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.